bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa, giai đoạn ở Trung Quốc. Lời ban biên tập: tôi từ hư không đến thì tôi lại về với hư không. Câu nói bất hủ của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa như vẫn còn văng vẳng bên tai chúng đệ tử ngài. Thể theo lời di chúc của Hòa Thượng, ngày 28 tháng 7 năm 1995, sau lễ trà tỳ, cho cốt ngài được rải khắp trong hư không để không lưu lại dấu vết gì trên thế gian. Tuy xác thân tứ đại của ngài đã không còn nữa, nhưng tinh thần giáo hóa cao cả của ngài như vẫn luôn luôn ở mãi trong hư không, không đâu là không hiện hữu. Chỉ có kẻ phàm phu chấp tướng mới không thể hiểu được thôi. Vì mong cho Phật giáo được mãi trường tồn, hàng đệ tử trân trọng gom góp những di tích đã thể hiện qua những hành động trí huệ, đầy lòng nhân ái trong suốt cả cuộc đời hành đạo của ngài, ngõ hầu truyền lại cho người hậu thế có thể luôn tưởng nhớ đến gương ngài mà tu hành. Nhân dịp tháng 7 năm 2009, Vạn Phật Thánh Thành hân hoan làm lễ khai quang kỷ niệm 30 năm thành lập đạo tràng. Đồng thời, đây cũng là để tưởng nhớ 47 năm kể từ ngày Hòa Thượng đem Phật Pháp truyền sang phương Tây. Những năm gần đây, đối với việc biên soạn cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa, các đệ tử chúng của ngài, kể cả các chuyên gia, học giả Đông Phương, Tây Phương, càng ngày càng cảm thấy hứng thú và hy vọng sẽ hoàn tất bản Hoa Văn, Anh Văn cũng như bản Việt Văn để sớm truyền bá đến khắp nơi. Nhưng hiện nay, ban biên soạn kinh sách cố gắng hoàn thành quyển Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng trong thời kỳ ngài ở Trung Quốc để xuất bản trước. Còn các giai đoạn ngài thành lập đạo tràng cùng việc hoằng pháp ở Hồng Kông, Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới sẽ lần lượt xuất bản sau. Nội dung quyển sách này gồm những mẩu chuyện có liên quan từ khoảng đời thơ ấu đến lúc trưởng thành xuất gia tu đạo của Hòa Thượng, kể cả những bài khai thị trong lúc ngài giảng kinh thuyết pháp thường ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng kết tập thêm bài viết của giáo sư Dương Phú Sâm, gồm những câu chuyện do chính ông thưa thỉnh Hòa Thượng kể lại cuộc đời ngài với nhiều chi tiết đặc sắc, rất tỉ mỉ. Qua đó, khiến các giới nhân sĩ cảm nhận và lãnh hội được những bài học, những kinh nghiệm quý báu được thể hiện qua cuộc đời hành đạo của Hòa Thượng, hầu nối gót ngài tu học Phật Pháp. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng có thể thấu hiểu và lãnh hội những việc làm trong suốt cuộc đời tu hành của ngài. Chính như giáo sư Dương Phú Sâm cũng đã nói, nếu không phải chính tay tôi nghe Hòa Thượng tự kể ra, mà chỉ xem những bài ghi lại trong sách vở, thì tôi vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhưng hiện nay thì tôi tuyệt đối tin nhận hoàn toàn. Đây chẳng qua vì chúng ta chưa có cơ hội chứng kiến những sự việc xảy ra như thế mà thôi. Thời gian trôi qua, dù từ lâu đã vắng bóng vị thầy đáng kính, nhưng hàng đệ tử và tín chúng vẫn luôn cố gắng thấm nhuần những lời răn dạy của Hòa Thượng. Qua các câu chuyện kể, chúng ta mới cảm thấy rằng suốt một cuộc đời ngài đã âm thầm giáo hóa cứu độ mọi người với tấm lòng từ bi thật cao cả, rất đáng cho mọi người học hỏi nương theo. Tuy ngài không muốn lưu lại dấu vết gì trên thế gian, nhưng tất cả những việc làm lợi ích chúng sanh của ngài sẽ mãi mãi là bài học quý báu cho mọi người. Cho nên, xem như là ngài đã để lại một di sản vô giá cho chúng ta vậy. Hy vọng những ai được duyên nghe thấy quyển Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa đều cũng sẽ học hỏi được phần nào những kinh nghiệm từ ngài để đạt được nhiều an lạc trong cuộc sống. Và nhân đó phát đại bồ đề tâm tu hành chóng thành đạo quả, để có thể tương ứng với lòng từ bi hỷ xả như ngài trong sứ mạng làm sáng rỡ sự nghiệp độ sanh của Đức Như Lai.
duyên khởi. Vô tận đuốc sáng vô cùng. Cuộc đời Hòa Thượng Tuyên Hóa, cả một bộ Đại Pháp Giới Hoa Nghiêm Kinh, Ngài dạy cho chúng ta hiểu các pháp trong Kinh Phật là chân lý vũ trụ sống động, là phương thuốc cứu nguy cho đời. Tuy rằng sắc thân của Hòa Thượng không còn, như đêm trường đời mạt pháp, còn đèn chánh pháp hằng tỏa sáng, sự giáo hóa mãi mãi lưu truyền. Chúng đệ tử thọ pháp nhũ thanh cao, luôn hoài niệm và tri ân trong hành động, biên lại sự tích cuộc đời Ngài với hạnh chân thật hành đạo, hằng ghi khắc truyền đến hậu thế, nêu gương sáng cho người sau tu hành. Cuộc đời và đạo nghiệp Ngài y theo niên phả của Hòa Thượng, cùng tự thuật về thân thế mình, trọn đủ ngôn giáo, thân giáo thâm sâu và những bài tưởng niệm của chúng đệ tử. Hy vọng những ai chưa từng học tập Phật Pháp nhân đây được thân cận Hòa Thượng, đồng hóng gió từ bi cùng thấm nhuần mưa Pháp, phát đại Bồ Đề tâm, đã là đệ tử Ngài, nhân đây noi gương Thầy, truyền thừa lời giáo huấn, quảng độ chúng quần sanh, hầu báo đáp ân sư. Duy nguyện vô tận đuốc sáng vô cùng, đời đời tương truyền, ngời ngời tương chiếu. Đây là kỳ vọng của quyển sách này. Kệ biểu tính. Tuyên quy diệu nghĩa chấn gia thanh, hóa thừa linh nhạc pháp đạo long, độ dĩ tứ lục truyền tâm ấn, luân toàn vô hưu tế khổ luân. Nghĩa là: tuyên quy ngưỡng diệu nghĩa nơi nơi, hóa thừa linh nhạc đạo pháp thịnh, độ bốn sáu đời truyền tâm ấn, luân chuyển không ngừng cứu quần sanh. Lão Hòa Thượng Hư Vân, chùa Chân Như, núi Vân Cư, ngày 9 tháng 4 năm 1956. Trường Bạch Khất Sĩ Ký, ngày 1 tháng 2 năm 1980, Hòa Thượng Tuyên Hóa tự thuật: Trung Quốc có núi tuyết phủ quanh năm nên gọi là Trường Bạch Sơn. Dưới chân núi có huyện Sâm Thành, bởi có hai thành Đông và thành Tây. Trong huyện có nông dân họ Bạch, có con trai tên Sơn. Lúc nhỏ chánh trực, gia cảnh bần cùng phải đi ăn xin nên gọi là khất sĩ. Có sở trường thích cưỡi ngựa, múa kiếm và đánh nhau. Đi đường thấy chuyện bất bình liền xả thân ra cứu giúp,
hy sinh cho bạn là quang vinh, chịu thiệt thòi để lợi cho người là việc tốt. Năm 15 tuổi học trường tư thục được chút thành tựu. Lúc 17 tuổi thành lập trường làng miễn phí và làm thầy giáo. Đến năm 19 tuổi mẹ qua đời, thủ hiếu bên mộ, sau xuất gia tu đạo là một khất sĩ. Kệ tụng: Trường bạch khất sĩ tánh hàm trực, trợ nhân lợi tha duy khủng trì. Vì pháp vong khu quyên sanh mệnh, ứng bệnh dữ dược xả tủy bì. Nguyện đồng thập phương thành nhất thể, hành tận hư không nhiếp vạn cơ. Vô khứ vô lai vô hiện tại, diệt vô nam bắc giữ đông tây. Nghĩa là: khất sĩ trường bạch tánh cương trực, chỉ sợ chậm trễ khi giúp người. Vì pháp quên mình bỏ thân mạng, tùy bệnh cho thuốc xả tủy gia. Nguyện cùng mười phương thành một thể, hành tận hư không nhiếp vạn cơ. Không quá khứ, vị lai, hiện tại, cũng chẳng nam bắc với đông tây. Vì có một người như vậy nên tôi viết vài câu kệ để kỷ niệm người ấy. Tại Đông Bắc, Trung Quốc có một ngọn núi gọi là núi Trường Bạch. Tại sao gọi là Trường Bạch? Vì quanh năm tuyết phủ, thường thường rơi tuyết, cho nên có tên là núi Trường Bạch. Dưới chân núi là huyện Song Thành, bởi phía đông huyện có một thành thị và phía tây huyện cũng có một thành thị, cho nên gọi là Song Thành. Trong huyện có một người họ Bạch tên Sơn, lúc nhỏ y rất ngu khờ, lúc cùng chúng bạn chơi đùa bị cắn gót chân nhưng y không biết đánh lại mà chỉ biết khóc. Nhà y rất nghèo, phải đi làm công mới có cơm ăn. Đây cũng giống như đi xin ăn, cho nên gọi là khất sĩ. Các vị thấy chưa, y còn nhỏ như vậy mà đã gọi là khất sĩ rồi. Lúc 13-14 tuổi, y đã thích đứng trên lưng ngựa mà cưỡi và muốn múa gươm đao học võ thuật. Thấy việc bất bình, dù có chết y cũng nhảy ra giúp. Y cho rằng hy sinh vì bạn là điều vinh quang nhất, và mình tự chịu thiệt thòi để lợi cho người là việc đáng vui mừng. Đến 15 tuổi y mới được đi học. Dù không học nhiều nhưng y rất chú trọng vào sự giáo dục. Cho nên sau 2 năm học hành, năm 17 tuổi, y thành lập trường làng và tự làm thầy dạy miễn phí. Đến 19 tuổi, mẹ mất, y bèn dựng chòi thủ hiếu, đồng thời xuất gia tu đạo và quả nhiên là một người ăn xin. Các vị thấy người này có điểm nào xuất chúng hay không? Khất sĩ trường bạch tánh tình rất hàm trực thẳng thắn. Hàm là ngu si, trực là ngay thẳng, không biến đổi, nói một là một, hai là hai. Cho nên ở đâu y cũng không có duyên gì với ai. Nếu như không bị người mắng thì lại bị người khinh khi, cũng vì y là khất sĩ. Và thông thường người ta đều coi rẻ kẻ ăn mày, khất sĩ. Y có bệnh hay giúp người, dù có thể hy sinh cả tánh mạng mình cũng không sao. Y muốn quên mình để cho người khác được lợi ích, và chỉ sợ là không kịp cứu người thôi. Các vị xem, trên đời này làm gì có người ngu si đến thế, tức lo sợ giúp người không kịp. Bình thường mọi người chỉ muốn tự tư tự lợi cho riêng mình, nhưng người này thì khác hẳn. Xả thân vì vật sự, tạo mạng vì bổn sự, chánh mạng vì tăng sự. Nơi sự hiểu lý, hiểu lý nơi sự, tiếp hành tổ sư nhất mạch tâm truyền. Y vì pháp quên thân, dù hy sinh tánh mạng cũng không từ nan. Ai có bệnh cần thuốc, thậm chí muốn xương tủy của y không hối tiếc, hay muốn da thịt, lông tóc cũng không thành vấn đề. Y muốn dung hợp mười phương thế giới, tất cả các quốc gia dân tộc thành một khối, không phân biệt nào là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan hay Miến Điện. Tôi biết
Tôi nói những lời này sẽ có nhiều người phản đối. Nhiều người khi chưa đến cảnh giới này, họ cứ ngỡ rằng tôi là tôi, anh là anh, quốc gia này là của tôi yêu nước tôi không thích các nước khác. Hiện chúng ta chỉ biết thương yêu đất nước của mình, chỉ lo cho quốc gia của mình được tốt đẹp mà chẳng màng đến nước khác có tốt hay không. Chúng ta đừng nên như vậy. Chúng ta nên muốn toàn thế giới, mỗi một quốc gia đều tốt đẹp, mỗi một người đều tốt lành. Chúng ta không nên chỉ muốn có nước này hay nước kia tốt thôi. Nói một cách tinh tế hơn, thậm chí chúng ta còn muốn cho mỗi một vi trần đều được bình an, không có tai nạn, khiến cho mỗi một vi trần đều được yên ổn vô sự. Khi độ người, chúng ta không nên chỉ độ người của một nước nào đó, mà nên hóa độ toàn cả thế giới nhân loại. Và không phải chỉ cứu độ độc nhất loài người, mà bao gồm tất cả các loài bay, lặn, động thực vật. Cho nên không có quá khứ, không có vị lai, ngay cả hiện tại cũng không luôn. Có người nói, vậy thì thật là hồ đồ quá. Chỉ sợ các vị không thể hồ đồ như vậy thôi. Nếu các vị hồ đồ được như vậy thì sẽ không có vấn đề gì, sẽ không có phương Đông, Tây, Nam, Bắc gì đâu. Mọi người đều như nhau, chúng ta không nên phân biệt chi cho nhiều. Không có anh, không có tôi, không có nó, tức sẽ không có tranh chấp gì hết. Tại sao thế giới lại có sự tranh giành? Vì có anh, có tôi, có nó nên mới tạo thành thế giới với một mớ hồ đồ rắc rối. Tôi nói đạo lý này, rốt cuộc rồi các vị có hiểu hay không, tôi cũng không biết nữa. Giai đoạn ở Trung Quốc, năm tháng theo âm lịch. Năm 1918, 1 tuổi. Ngày 16 tháng 3, sanh tại Trung Quốc, tỉnh Kiết Lâm, huyện Song Thành, nay là huyện Ngũ Thường, tỉnh Hắc Giang. Họ Bạch, tên Ngọc Thư, còn có tên là Ngọc Hy. Năm 1928, 11 tuổi, thấy cảnh một em bé chết, khởi niệm xuất gia. Năm 1929, 12 tuổi, sám hối sửa lỗi, sớm tối lạy cha mẹ cùng tất cả chúng sanh. Ngày 19 tháng 2, vía Quán Thế Âm Bồ Tát, mộng thấy đi trên đường nhiều hầm hố, dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi hiểm lộ. Năm 1929 đến năm 1932, 12 đến 15 tuổi, tầm sư học đạo, tiếng hiếu vang xa, được xưng là Bạch Hiếu Tử. Năm 1931, 14 tuổi, chứng kiến cảnh Nhật Bổn giày xéo Trung Quốc, từng muốn tòng quân cứu nước, chưa được mãn nguyện. Năm 1932, 15 tuổi, quy y Tam Bảo, bái Lão Hòa Thượng Thượng Thường Hạ Trí Chùa Tam Duyên làm thầy, thân cận Lão Hòa Thượng Thượng Thường Hạ Nhân. Đi học trường tư thục từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 13 tháng 8 được nửa năm. Đến cuối năm vì Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc nên gián đoạn việc học. Năm 1933, 16 tuổi, tham gia hội Đạo Đức Vạn Quốc ở Đông Bắc, giảng Lục Tổ Đàn Kinh, Kim Cang Kinh, A Di Đà Kinh, tự nhận trách nhiệm Hoằng Dương Phật Pháp. Đi học được một năm, thuộc chú Lăng Nghiêm trong 6 tiếng đồng hồ, 30 phút thuộc lòng chú Đại Bi, lòng thành được cảm ứng, lại lãnh ngộ được tứ thập nhị thủ nhãn. Về sau y Đại Bi chú và tứ thập nhị thủ nhãn trị bệnh, cứu giúp nhiều người. Năm 1934, 17 tuổi, đi học được một năm, tham gia các đoàn thể từ thiện như Hội Phật Giáo, Hội Đạo Đức, Hội Từ Thiện, Hội Khuyên Cai Rượu, Thuốc Lá, vân vân. Mùa đông làm chủ nhiệm ban tập giảng Hội Đạo Đức, thông suốt Tứ Thư Ngũ Kinh, Bách Gia Chư Tử và Y Học Chim Bốc, các pháp thế gian. Năm 1935, 18 tuổi, mẹ bệnh, nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ. Lập trường học miễn phí, bắt đầu dạy học. Năm 1936, 19 tuổi,
mẹ qua đời, mua chịu quan tài để an táng mẹ, sau đó ở lại bên mộ thủ hiếu. Mùng 8 tháng 4, lễ Phật đản, xuất gia với Tam Duyên Tự Lão Hòa Thượng Thượng Thường Hạ Trí. Sau khi thọ giới sa di, tiếp tục thủ hiếu bên mộ 3 năm, ngày ăn một bữa, đêm ngủ ngồi, lạy kinh Hoa Nghiêm, lễ tịnh sám, công phu thuần thục, tâm từ bi rộng lớn, định lực kiên cố. Ngày 19 tháng 6, trước Phật phát 18 đại nguyện, dốc lòng làm theo lời nguyện. Năm 1936 đến năm 1939, 19 đến 22 tuổi, lúc ngồi thiền thấy Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ nói lời tiên đoán hoằng đại pháp tại Tây Phương, giáo hóa nhiều người Tây Phương xuất gia tu hành. Trong thời gian thủ hiếu, phàm ai có bệnh nan y trầm trọng tới cầu đều y theo lòng thành được cảm ứng, đều được cứu. Mãn hạn thủ hiếu, tạm ẩn cư trong động Di Đà phía đông mạch núi Trường Sơn. Năm 1939, 22 tuổi, lúc làm sa di đã nhậm chức thủ tọa của Tam Duyên Tự Harbin. Tu mọi thứ khổ hạnh trong chùa, lấy hai chữ nhẫn nại làm phương châm, phát ba đại nguyện: một, phát triển Phật giáo đến toàn thế giới; hai, phiên dịch kinh điển ra các ngoại ngữ; ba, lập nền giáo dục trong Phật giáo. Năm 1941, 24 tuổi, Quả Năng là đệ tử xuất gia đầu tiên tại Đông Bắc. Hồ Tiên tới cầu quy y, ngày đó có hơn 830 Hồ Tiên cùng lúc quy y. Năm 1945, 28 tuổi, rằm tháng 7 lễ Vu Lan, dẫn đầu chúng đệ tử đốt hương trước Phật phát nguyện: nếu sống tới 100 tuổi sẽ đốt thân cúng Phật cầu vô thượng đạo. Quả Thuấn là đệ tử xuất gia thứ nhì, tu hạnh đầu đà thứ nhất, tháng 9 tự cất am tranh, có 10 rồng quy y và giáng mưa. Năm 1946, 29 tuổi, giữa tháng 8, muốn đến Tàu Khê thân cận Lão Hòa Thượng Hư Vân, đi ngang qua Trường Xuân, Liêu Ninh đến Thiên Tân, ở lại Đại Bi Viện nghe Pháp Sư Đàm Hư giảng kinh Lăng Nghiêm, sau đi thuyền đến Chánh Giác Tự, Hồ Bắc, nhận lãnh nhiều công việc khổ hạnh trong chùa. Năm 1947, 30 tuổi, thọ giới cụ túc tỳ kheo tại Pháp Vũ Tự, Phổ Đà Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc, tham gia Hội Liên Nghị Tôn Giáo do cố giáo chủ Du Bân sáng lập. Đến Linh Nghiêm Sơn Tự, Tô Châu, nghiên cứu ban học giáo trong Phật Học Viện. Mùa thu, đến Không Thanh Sơn, Nam Kinh, đã 10 tuần thiền thất mùa đông, lễ bái Hòa Thượng Minh Quán và Hòa Thượng Phương Trượng Liễu Thừa. Năm 1948, 31 tuổi, tháng Giêng độc hành tới Thượng Hải, sau đó đến chùa Nam Hoa lễ bái Lão Hòa Thượng Hư Dân. Hư Lão phái làm giám học Học Viện Giới Luật, chùa Nam Hoa, không lâu nhậm chức giáo vụ chủ nhiệm. Mùa hè đến Nam Thành, Giang Tây giảng kinh A Di Đà, giữa tháng 8 trở về Nam Hoa Tự. Giữa tháng 9, đạo tặc đánh cướp Nam Hoa Tự, sau đó toàn chúng tăng rời chùa, tự phụ trách Giới Luật Học Viện cùng tất cả các khóa học. Mùa đông đã thiền thất tại Nam Hoa Tự. Năm 1949, 32 tuổi, Tết Nguyên Đán, đệ đơn xin Lão Hòa Thượng Hư Vân cho từ chức chủ nhiệm giáo vụ, trú tại Tàng Kinh Gác, duyệt đọc Tạng Kinh, làm tôn chứng A Xà Lê cho giới đàn. Truyền giới xong, theo Hư Lão đến Đại Giám Thiền Tự ở Thiều Quan, đầu tháng 5 âm lịch sang Đại Giác Thiền Tự, rồi đến Vân Môn Tự làm ban thủ quản chúng tu hành. Tháng 6, từ biệt Hư Lão đi Lục Dung Tự ở Quảng Châu. Tháng 10, đến Hồng Kông Hoằng Pháp. Cha là Bạch Phú Hải từ trần. Năm 1929, lúc 12 tuổi, Hòa Thượng bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỗi ngày lạy cha mẹ sám hối, sau tăng dần đến 837 lạy, và mỗi sáng tối ngài đều lạy một lần, mãi cho đến khi thủ hiếu bên mộ Phần.
dẫu cho mưa gió, hàn băng phong tuyết cũng không trở ngại việc lễ lạy mỗi ngày của Ngài. Cuốn nhật ký tu hành này do ông Phan Chấn Nghĩa tặng Hòa Thượng. Ông là anh em kết nghĩa với Hòa Thượng lúc chưa xuất gia. Trang đầu Hòa Thượng viết: lập chí học thánh hiền, lập chí tạo sự nghiệp, cha yếu con phải mạnh, mưu cầu kế sinh nhai. Năm 1935, lúc Hòa Thượng 18 tuổi, Ngài hối tiếc lúc nhỏ bị thất học. Khi thấy cảnh nhiều trẻ em trong thôn vì hoàn cảnh nghèo khổ mà không được cấp sách đến trường, Ngài động mối từ tâm mở trường học miễn phí, bố thí tập vở, giấy, bút mực, tạo điều kiện cho các em đi học và đích thân làm thầy giáo với hy vọng mọi người đều biết chữ. Tháng 3 năm 1936, lúc Hòa Thượng 19 tuổi, mẹ là bà Hồ Thái qua đời. Ngài mua chịu quan tài, chôn cất mẹ xong, Ngài ở lại phần mộ nhà họ Bạch. Thân quyến giúp dựng túp lều hình tam giác và đắp rơm lúa cao lương tạm che cho Ngài thủ hiếu bên mộ. Cùng năm ấy, mùng 8 tháng 4, nhân ngày lễ Phật Đản, Ngài thỉnh bái lão Hòa Thượng Thượng Thường Hạ Trí Thế Phát xuất gia. Sau khi thọ giới sa di, Ngài tiếp tục thủ hiếu bên mộ 3 năm, ăn ngày một bữa, đêm ngủ ngồi, bái Hoa Nghiêm Kinh, lễ tịnh sám, công phu thuần thục, tâm từ bi càng rộng lớn. Năm 1947, Hòa Thượng 30 tuổi, từ Đông Bắc vượt qua vạn dặm, chịu bao gian nan khổ cực, cuối cùng đến Phổ Đà Sơn tại Pháp Vũ Tự, đạo tràng Bồ Tát Quán Âm, thọ Tam Đàn Đại Giới. Năm 1948, Hòa Thượng 31 tuổi, không nể gian khổ, trèo non vượt biển, cuối cùng đến Nam Hoa Tự, Tào Khê ở Quảng Đông, như nguyện triều bái chân thân Lục Tổ Huệ Năng, đảnh lễ đang thời tông môn Thái Đẩu, lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng Hư Vân lúc 109 tuổi, thâm biết Hòa Thượng là pháp khí long tượng, nên ấn chứng như thị như thị. Qua sự kiện này, Hòa Thượng làm kệ: Vân Công thấy tôi nói như thị, tôi thấy Vân Công chứng như thị, Vân Công và tôi đều như thị, phổ nguyện chúng sanh cũng như thị. Mùa hè năm 1985, Pháp Sư Chân Thiền, phương trượng Chùa Ngọc Phật, Thượng Hải cùng tăng chúng hai bên nghênh đón Hòa Thượng. Tu hành tại Trung Quốc từ năm 1918 đến năm 1949. Ánh sáng hàm dung pháp giới. Hòa Thượng Tuyên Hóa, người Đông Bắc, tỉnh Kiết Lâm, huyện Sông Thành, hiện đã nhập vào tỉnh Thác Long Giang. Ngài là vị đầu tiên lập lên ngôi Tam Bảo tại Hoa Kỳ. Ngài ra đời vào ngày 16 tháng 3 năm 1918 âm lịch. Cha làm nghề nông, tên Bạch Phú Hải. Mẹ tên Hồ Thị, là Phật tử kiền thành ăn chay niệm Phật. Năm 1949, Ngài đến Hồng Kông hoằng pháp. Đến năm 1962, ứng lời thỉnh cầu của đệ tử, Ngài tới nước Mỹ tận lực hoằng pháp, giảng kinh, giáo dục, kiến lập đạo tràng, lập tông chỉ, giáo hóa chúng sanh và xây dựng một nền tảng chánh pháp tại Tây Phương. Có vị giáo sư đại học đã từng đề xướng việc thành lập
Hội Nghiên cứu Pháp Giới Diệu Giác Sơn, cũng như nghiên cứu về cuộc đời của Hòa Thượng. Nhưng Hòa Thượng đã bảo rằng, không nên nghiên cứu tôi đâu có đáng gì để mà nghiên cứu. Các vị hãy nên nghiên cứu về các người khác đi, như nghiên cứu về các người nam nữ xuất gia, tại gia, già, trẻ, tốt, xấu, rồi ghi chép lại, để tương lai còn có thể dạy lại cho người ta. Hòa Thượng thường nói, Ngài không đủ đạo đức để cảm hóa người. Những thứ người ta muốn thì Ngài không muốn. Ngài không phải là cao tăng, cũng không phải thường nhân, mà là hạ nhân, thích ở dưới mọi người. Những tên gọi người ta không thích lại là tên của Ngài. Ngài tự gọi mình là khất sĩ, như Ngu Tử, Hoạt Tử Nhân, Tiểu Mã Nghĩ, Kiến Con, Tiểu Văn Trùng, Mũi Con, Mộ Trung Tăng, Sư Trong Mộ. Ngài xin nguyện đi dưới chân tất cả chúng sanh và đi sau hết thảy mọi chúng sanh. Ngày 16 tháng 10 năm 1990, Hòa Thượng khai thị tại Zelenia Gora rằng, mới đầu tôi muốn nói về nhân duyên xuất gia của tôi, nhưng vì chuyện quá dài nên tôi sẽ không nói về chuyện đó. Còn cuốn sách liên quan đến cuộc đời của tôi, nếu ai muốn biết chi tiết thì có thể xem thử. Nhưng cuốn sách đó cũng chỉ nói một cách đại khái thôi. Trên thực tế, các việc của tôi được ghi chép lại rất ít, chỉ một phần nào. Còn muốn ghi hết toàn bộ thì cũng có thể nhiều tới cả một bộ tàng kinh. Nhiều người rất cảm ơn và kính ngưỡng Hòa Thượng, nhưng thử hỏi chúng ta đã biết ít nhiều gì về Ngài. Một đời hành đạo gồm cả sự tu hành nhẫn nhục và khắc khổ, hoặc về những việc làm lợi ích cho chúng sanh, Hòa Thượng đều không tự mình tuyên truyền. Cho nên có rất nhiều người, thậm chí các đệ tử thân cận bên Ngài cũng hoàn toàn không biết đến. Chúng ta hiện biết được đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Đó là do trải qua nhiều năm, hoặc vì có những đệ tử thắc mắc hỏi han, hoặc vì nhân duyên gì đó, nên Hòa Thượng mới kể lại chuyện xưa. Có người hỏi sư phụ bao nhiêu tuổi, Hòa Thượng nói với họ rằng, nếu thấy người 100 tuổi thì tôi có lẽ đã 101 tuổi. Nếu thấy đứa bé 1 tháng tuổi thì tôi mới sinh ra được 29 ngày. Đại khái, đối với người già thì tôi già hơn một chút, còn đối với người trẻ thì tôi trẻ hơn một chút. Đây là bình đẳng vốn chẳng có lớn chẳng có nhỏ, không có một tuổi tác nào nhất định. Sự tích về cuộc đời Hòa Thượng đã bắt đầu từ lúc Ngài mới sinh ra. Từ lúc sơ sinh đến 12 tuổi, 1918 đến 1929. Chương 1. Thơ ấu cùng sơ ngộ. Hòa Thượng kể: tại Đông Bắc Trung Quốc có một ngọn núi gọi là Trường Bạch Sơn. Sao lại gọi thế? Tại vì núi này tuyết phủ quanh năm, từ đầu năm đến cuối năm tuyết đều rơi. Núi này là long mạch của vùng Đông Bắc. Nó có một luồng hào khí rất hùng tráng và là nguồn nguyên lưu của rất nhiều sông ngòi. Dưới núi có một huyện, bởi vì phía đông của huyện có một thành, phía tây cũng có thành nên gọi là huyện Sông Thành. Phía đông của huyện Sông Thành có một bia đá do một trưởng lão đời nhà Thanh tặng, và trên bia đá khắc rằng: toàn bảo sanh Phật. Ý nói người ở huyện Sông Thành đều có thể thành Phật. Có lẽ vì vậy nên Phật giáo ở huyện Sông Thành rất hưng thịnh. Nhà tôi ở phía đông bắc của ngọn núi, dọc theo con đường núi là dẫn đến một ngọn núi rất có tiếng, gọi là Sao Thác Tử Hoạch, là chỗ tận cùng nhất của mạch núi Trường Bạch. Bởi vì mạch cuối núi Trường Bạch là dẫn tới huyện Sông Thành, cho nên huyện là một vùng đất linh thiêng, có bậc nhân tài xuất chúng. Nền văn hóa ở huyện Sông Thành rất cao, nên đã phát xuất rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Trong vòng 100 năm nay đã có 20-30 vị đại thần tướng quân, lại còn có rất nhiều vị hiền triết danh tiếng, Hiếu Tử, Tiết Phu, Nghĩa Phụ.
gần đây có vị Hồng Y giáo chủ Du Bân, cũng là người ở huyện Sông Thành. Dân chúng ở địa phương này rất mộc mạc, chất phác, họ đều có tâm hướng thiện làm lành. Lúc bấy giờ tôi biết có một vị Dương Hiếu Tử, sau xuất gia là đại sư thường nhân. Và trong huyện có đến 14 vị thủ hiếu, mà Dương Hiếu Tử là một vị nổi bật, có tiếng nhất trong các vị này. Tôi cũng là một phần tử của huyện Sông Thành, nhưng tôi bất quá chỉ là kẻ trà trộn vào cho đủ số. Và cho mãi đến nay, tôi vẫn là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Ghi chú 1. Huyện Sông Thành ở tại tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Ha Bin, Cáp Nhĩ Tân. Phía tây nam Tùng Nộn Bình Nguyên là cửa lớn của tỉnh Hắc Long Giang. Đến năm 1988 thì đổi thành thị xã Sông Thành, huyện cấp. Sông Thành cũng gọi là Sông Thành Bảo. Dân địa phương đọc chữ Bảo thành chữ Bộ. Đó là lịch sử của tên thành Đông Bắc. Là một trong vùng mãn tộc phát triển, nên nói là Nam có Liêu Dương Phủ, Bắc có Sông Thành Bảo. Núi trắng, nước đen, Đế Nghiệp Hưng, Kim Nguyên Hữu Dực, cổ Sông Thành. 800 năm về trước, Kim Thái Tổ là Hoàng Nhan A Cốt Đã từng nấu rượu và bàn chuyện binh pháp bên bờ sông Lai Lưu, Lạp Lâm Hà. Hiện nay, huyện vẫn còn bảo trì hai di tích cổ, thành Đạt Hòa và Bố Đạt đời nhà Kim. Ghi chú 2. Huyện Ngũ Thường, trấn Lạp Lâm, phía đông nam có một ngọn núi tên Sao Thác Tử Hoạch, âm độc là nơi tổ tiên của dân Mãn tụ tập. Người Mãn thường cưỡi ngựa bắn cung nên có câu rất hay: khinh dân phiêu mã túc, minh nguyệt đồng cung sao. Nghĩa là cưỡi ngựa nhanh như bay, dương cung dưới ánh trăng. Chữ sao có âm độc là tiêu. Cung tức là mạc sao, mũi tên. Người xưa gọi Thác Tử là người Mông Cổ và gọi người Mãn là Mông Thác Tử hay Mãn Thác Tử. Hoạch có âm là hoạch, là dây buộc kiếm đeo hông. Người địa phương không muốn tự xưng là Thác Tử nên họ đơn giản gọi núi này là Sao Thác Hoạch.